Thưa quý vị và bạn, ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đây là nội dung tại thông tư số 46/2022 do Bộ Tài chính mới ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 đến năm 2025. Thông tư quy định rõ về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể nội dung và mức hỗ trợ như sau. A. Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 thông tư số 15/2022 không bao gồm chi phí hỗ trợ tiền đi lại một lượt đi và về cho người lao động từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo. B. Đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế tối đa theo mức quy định tại quyết định số 46/2015/QĐ-TTg. Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế tối đa bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo mức hỗ trợ với đối tượng quy định tại điểm A nêu trên. C. Đối với người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế tối đa theo mức quy định tại quyết định số 46/2015/QĐ-TTg. Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế tối đa bằng 50% theo mức hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại điểm A. Bên cạnh đó, chi hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định mức hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phù hợp với thỏa thuận giữa hai chính phủ về việc hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Chi hỗ trợ người làm công tác trực tiếp giới thiệu tư vấn cho người lao động và thân nhân người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tối đa 50.000 đồng một người một buổi tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng một tháng. Hình thức hỗ trợ, thanh toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 25, thông tư số 15/2022.